Hà Mỹ Vân sống kín tiếng bên chồng con ở Dubai. Từ khi định cư nước ngoài, Hà Mỹ Vân hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, tập trung tận hưởng cuộc sống sung túc cùng ông xã doanh nhân và con trai. Vợ chồng Hà Mỹ Vân chuyển đến sống ở Dubai, UAE từ tháng 12 năm 2019. Cô cho biết ông xã Luigi Menghini tìm thấy nhiều cơ hội đầu tư tại thành phố đắt đỏ bậc nhất nên cả nhà lựa chọn định cư tại đây. Theo Hà Mỹ Vân, chất lượng cuộc sống ở Dubai lý tưởng, giá dịch vụ tốt dù một số thứ rất đắt. So với mặt bằng chung ở châu Âu, chi tiêu tại đây vẫn chấp nhận được, cô nói. Hà Mỹ Vân ít về nước hoạt động nghệ thuật từ khi đi Dubai. Cô chủ yếu chăm con, quán xuyến việc nhà và thỉnh thoảng nhận show tại Mỹ. Con trai Hà Mỹ Vân có tên thân mật là Mau Mau, gần 6 tuổi. Người mẫu nói dành cho con sự đầu tư giáo dục kỹ lưỡng như thuê bảo mẫu có kỹ năng sư phạm, giỏi ngoại ngữ, học trường tốt, thường xuyên chơi thể thao và đi du lịch. Theo Hà Mỹ Vân, con trai cô tỏ ra là cậu bé hài hước, năng động. Hà Mỹ Vân thường tận hưởng thời gian bên con khi ông xã bận rộn. Cô hay khoe ảnh cùng bé đi bơi, mua sắm, đến công viên trò chơi. Trong ảnh, hai mẹ con cô ở Rome, Italy dịp lễ năm 2023. Đầu năm 2024, cô đón bố mẹ đẻ sang chơi, tham quan thành phố giác vàng. Chân dài Việt Nam Snet Top Model cho biết không chịu áp lực kinh tế dù cuộc sống Dubai đắt đỏ, vì ông xã giỏi kiếm tiền. Năm 2021, vợ chồng cô tậu căn hộ giá 23 tỷ đồng thuộc dự án nhà ở cao cấp ngay gần tháp Burj Khalifa và trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, cô thường xuyên diện đồ hiệu, đi du lịch và check-in nhà hàng sang trọng. Người đẹp thả dáng tại bãi biển ngay cạnh Burj Al Arab, một khách sạn hạng sang ở Dubai. Thỉnh thoảng, Hà Mỹ Vân sang Mỹ nghỉ dưỡng hoặc tham gia show, thực hiện các bộ ảnh thời trang tại đây. Cô cho biết làm việc vì nhớ nghề nhưng tiết chế, không để bản thân bị cuốn vào guồng quay bận rộn như trước. Hà Mỹ Vân sinh năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô nổi tiếng trong làng mẫu Việt sau khi giành ngôi vị Á quân cuộc thi Việt Nam Snet Top Model 2012. Năm 2017, cô kết hôn với Luigi Menghini, một doanh nhân người Italy hơn cô 6 tuổi. Cả hai sống tại thành phố Hồ Chí Minh được 2 năm thì sang Dubai định cư. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.